Và bây giờ là chương mục chính trị và đời sống. Thưa quý vị, trong chương mục chính trị và đời sống trên TTV hôm nay, anh Chi kính mời quý vị theo dõi một số các bài viết của tác giả Đỗ Nga. Bài đầu tiên có tựa đề, ông Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục có thể làm được gì? Thời Xuân Thu, bên nước Tàu, ông Quảng Trọng, một nhà cải cách tài ba của nước Tề có một câu nói nổi tiếng, kế một năm chi bằng trồng lúa, kế mười năm chi bằng trồng cây, kế trọn đời chi bằng trồng người. Và sau gần 3.000 năm, ông Hồ Chí Minh đã dạy ngành giáo dục cộng sản rằng vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Ông Hồ Chí Minh nói ra câu đó mà ông không có thông báo là ông trích dẫn lại lời nói của ai, cho nên nó được mặc định là của chính ông Hồ. Việc làm này chính là hành động đạo văn. Dùng ừ. hành động đạo văn để dạy dỗ nền giáo dục thì nền giáo dục đó đi về đâu? kết quả thì đã rõ hiện nay nạn đạo văn rất là phổ biến trong nền giáo dục việt nam ông bùi văn cường bí thư tỉnh đắk lắc bị tố là đạo văn ông cựu bộ trưởng bộ giáo dục phùng xuân nhạ cũng bị tố là đạo văn nền giáo dục thối nát đến nỗi chính quan chức cũng phải dốc hết hầu bao để đưa con cái đi tị nạn khỏi cái nền giáo dục này hôm nay trên báo nhà nước và trên trang facebook của ông tân bộ trưởng bộ giáo dục nguyễn kim sơn có bài viết ngành và nghề của chúng ta đáng chú ý là đoạn cuối ông sơn có viết như sau chúng ta cùng chung tay ngay bây giờ từ lúc này trồng người vì trăm năm chúng ta ươm tạo những trái ngọt mai sau nhưng ngày hôm nay cả chúng ta và xã hội đã phải nhìn thấy những cây và lá xanh tươi vâng vẫn là trồng người không biết ông nguyễn kim sơn có thấy rằng bài dạy trồng người của ông hồ chí minh đã đẩy nền giáo dục việt nam đến với sự mục nát như ngày hôm nay không có nguồn tin cho rằng ông Nguyễn Kim Sơn có con đi du học bên Mỹ. Không biết lời đồn này có đúng hay không. Tuy nhiên, nếu đúng thì cũng không có gì ngạc nhiên cả, bởi vì hầu hết quan chức cộng sản đều làm như thế, thì ông Sơn cũng đâu có dạy gì mà trồng người cho con cái mình bằng cái mảnh đất giáo dục độc hại ở cái xứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này chứ. Thật ra mảnh đất Việt Nam đã bị nhiễm độc toàn diện bởi cái thể chế chính trị độc tài cộng sản gây ra cho nên bộ giáo dục có lấy bao nhiêu thế hệ trồng vào đó thì nó cũng cho ra cây độc trái đắng là nhiều chứ không thể có được cái kết quả hoa thơm trái ngọt được đâu nên giáo dục việt nam chỉ có thể xóa đi và làm lại chứ còn dựa trên bộ máy cũ kỹ này thì nát vẫn hoàng nát ông nguyễn kim sơn hãy chuẩn bị tinh thần để hứng chịu búa rìu dư luận là cái việc làm thiết thực nhất còn tham vọng ươm tạo những trái ngọt mai sau thì quên đi ông ạ à ông không có khả năng làm nổi đâu